Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 28 tháng 10 năm 2023 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng Dân Chủ gào thét trong vô vọng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hành động. Sự thất bại về năng lượng xanh của Joe Biden các nhà sản xuất ô tô nhận ra người Mỹ không mua xe điện. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, hẳn là quý vị chẳng còn xa lạ gì với những trò bôi nhọ của phe dân chủ nữa rồi. Hệ cứ thấy ai đang tiến lên mạnh mẽ của đảng đối thủ họ là họ lại dỡ trò bẩn này ra. Hết Tổng thống Trump và giờ là đến tân Chủ tịch Hạ viện Johnson. Thưa quý vị, họ tấn công ông Johnson bằng vũ khí truyền thông thổ tả, họ lặp lại tuyên truyền của người Palestine sau vụ tấn công khủng bố tại Israel. Các đảng viên đảng Dân Chủ, cánh tả và giới truyền thông đang sử dụng nhóm khét tiếng cực tả là Trung tâm Luật Nghèo Miền Nam SPLC và danh hiệu ghét mấy uy tín tổ chức này để chỉ trích ông Johnson vì có liên kết với một tổ chức được cho là có liên kết với nhóm thù hận, thực ra là một tổ chức bảo vệ pháp lý bảo thủ hàng đầu của cơ đốc giáo. Ông Johnson làm luật sư cho Liên minh Bảo vệ Tự do, trước đây là Quỹ Bảo vệ Liên minh mà SPLC đã bôi nhỏ, gọi là nhóm thù hận, chủ yếu là do sự phản đối lâu dài của ADF đối với đồng tình luyên ái và chương trình nghị sự về chuyển giới. Như Dali Sino đưa tin hôm thứ Năm, các nhóm cánh tả và một trong những đồng nghiệp đảng Dân Chủ của Johnson tại Hạ Viện đã ghi nhận lịch sử của ông với tư cách là luật sư của Quỹ Quốc phòng Liên minh, hiện được gọi là Liên minh Bảo vệ Tự do. Trung tâm SPLC, nơi nổi tiếng nhờ kiện các nhóm Ku Klux phá sản, đã gọi ADF là nhóm thù hận, đặt nó trên bản đồ thù hận cùng với các chi đội của Klan. Đại diện đảng Dân Chủ Judy Chu, đại diện cho khu vực quốc hội thứ 28 của California, đã chỉ trách Johnson vào thứ Tư trên X khi ông đang trên đường được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Bài đăng trên X ngày 25 tháng 10 của bà ấy cho biết, Mike Johnson, cực đoan MAGA, không phù hợp để lãnh đạo Hạ viện. Ông lãnh đạo các nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, góp phần thúc đẩy cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, muốn hình sự khóa việc phá thai trên toàn quốc. Trước đây đã làm việc cho một nhóm thù địch được xác định là SPLC. Bài đăng của bà Chu kèm theo một đoạn video quay cảnh Johnson tấn công Zhu và quy vì đã dẫn đến hàng triệu công nhân tương lai mất đi thông qua việc phá thai theo yêu cầu. Tờ Qua Điền Thiên Tả lập lại lời bôi nhọ ghét SPLC trong báo cáo của mình về Johnson chiến thuật của splc nhằm chỉ định các tổ chức bảo thủ khác nhau là các nhóm thù hận để thúc đẩy các câu chuyện chính trị và văn hóa của cánh tả đã vấp phải sự chỉ trích gây gắt trong những năm gần đây khi hàng triệu người mỹ theo dõi các phương tiện truyền thông và mạng xã hội bảo thủ đã được giáo dục về chủ nghĩa cấp tiến của nhóm và đánh giá cao về chủ nghĩa cấp tiến của nhóm này bản chất chính trị có thể dự đoán được, các phương tiện truyền thông thống trị của công ty đã sử dụng các thuật ngữ quen thuộc như cực kỳ bảo thủ để mô tả Johnson. Ngược lại, những từ như là cực kỳ tự do lại hiếm khi được các nhà báo chính thống sử dụng. Nhóm ủng hộ LGBT hàng đầu thế giới Human Rights Campaign cũng đã gửi bài đăng trên X này vào thứ Tư tố cáo Johnson. Phóng viên Tyler O'Neill của Daily Signal đã đưa ra lời giải thích quan trọng này về việc SRC tham chiếu đến thuật ngữ tuyên truyền của nhà hoạt động chuyển giới, chăm sóc khẳng định giới tính. Các nhà hoạt động vì người chuyển giới sử dụng thuật ngữ chăm sóc khẳng định giới tính như một ủy ngữ cho những thay đổi y tế thử nghiệm với những tác động suốt đời mà các nhà phê bình cho rằng trẻ em không thể đưa ra sự đồng ý thực sự có hiểu biết. Về luật mà Johnson đưa ra, đạo luật ngăn chặn tình dục khóa trẻ em năm 2022 nhằm mục đích cấm sử dụng quỹ liên bang cho bất kỳ chương trình, sự kiện hoặc tài liệu nào có định hướng tình dục dành cho trẻ em dưới 10 tuổi. Những người chỉ trích cho cho rằng, dự luật đừng nói đồng tính cũng giống như việc bôi nhỏ xấu dự luật mở rộng quyền của phụ huynh trong giáo dục của thống đốc đảng Cộng hòa Florida, Ron DeSantis. Trung tâm nghiên cứu thủ đô, chuyên nghiên cứu về nhà hoạt động cánh tả, đã mô tả bản chất đáng ngờ của công thức ghét của SPLC trong một báo cáo hồi tháng 3. SPLC được biết đến với bản đồ thù hận. Nó tuyên bố đã xác định và vạch trần hơn 700 nhóm thù địch tại Mỹ. Nhiều nhóm trong số đó thực sự có tư tưởng thù địch. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, có thể nói rằng ít nhất một số cách chỉ định nhóm thù hận này là không rõ ràng. Ví dụ, nó dán nhãn trường cao đẳng Nhi Khoa Khoa Kỳ là một nhóm thù hận. Theo SPLC, Trường cao đẳng Nhi khoa Hoa Kỳ ACPES là một nhóm thù địch chống LGBTQ. Giả dạng là một hiệp hội bác sĩ nhi khoa hàng đầu của Hoa Kỳ để thúc đẩy khoa học rác rưỡi, chống LGBTQ. Chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông bảo thủ cực hữu và nộp bản tóm tắt Amicus trong các trường hợp liên quan đến đồng tính nam, nhận con nuôi và bình đẳng trong hôn nhân. Trên thực tế thì ACPET là một nhóm bác sĩ nhi khoa quốc gia đưa ra tiếng nói có trình độ của mình cho tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe và thể chất của trẻ em. SPLC đã gắn nhãn họ là chống LGBTQ vì họ đã nêu bật những dữ liệu đáng báo động và sự nguy hiểm của việc chăm sóc khẳng định giới tính, cụ thể dành cho trẻ em chuyển giới tại Mỹ. Trường cao đẳng Nhi khoa Hoa Kỳ là một hiệp hội y tế chuyên nghiệp, kêu gọi các tổ chức xem xét lại các quy trình hiện hành đối với trẻ em mắc chứng khó đọc giới tính dựa trên dữ liệu được công bố. Nghe có vẻ như là giống một nhóm bác sĩ có những mối quan tâm chính đáng hơn là một nhóm thù hận. Thưa quý vị, đây chỉ mới là khởi đầu của chuỗi ngày bôi nhọ của phe dân chủ dành cho chiến binh Maga Johnson. Cầu mong cho ông ấy sẽ mạnh mẽ như tổng thống Trump để dẹp loạn được đám rác rưởi này. Sự thất bại về năng lượng xanh của Joe Biden, các nhà sản xuất ô tô nhận ra người Mỹ không mua xe điện. Thưa quý vị, sau khi đầu tư hàng tỷ đô la vào chương trình năng lượng xanh bắt trước các quy định liên bang của Joe Biden, các nhà sản xuất ô tô Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng người Mỹ không mua xe điện với mức giá mà họ mong đợi. Một báo cáo toàn diện trên Detroit Free Press nêu chi tiết các dữ liệu mới nhất tiết lộ rằng, trong khi chính quyền Biden đang nỗ lực thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô, sản xuất xe điện, thì các công ty ô tô lại không thể bán các mẫu xe này. Ví dụ, dữ liệu từ esmond.com cho thấy, vào tháng 9 năm 2022, xe điện đã nằm trên các lô đại lý chỉ 21 ngày trước khi chúng được bán. Ngày nay, xe điện đang nằm trên các đại lý trong vòng 65 ngày các nhà sản xuất ô tô như Brabus New đưa tin nhận thức rõ vấn đề này. Tesla, General Motors, Mercedes-Benz và Ford đều đã bắt đầu thực hiện chậm kế hoạch sản xuất xe điện nhanh chóng của mình. Giám đốc điều hành GM Mary Barra đã nói với các nhà đầu tư vào tháng 10 rằng nhà sản xuất ô tô này đang từ bỏ mục tiêu sản xuất 400.000 xe điện từ năm 2022 đến giữa năm 2024. Tương tự, GM sẽ trì hoãn việc trang bị lại nhà máy của mình ở Orion Township, Michigan để sản xuất xe bán tải EV. Trong khi đó, Tesla chứng kiến thu nhập ròng giảm xuống đạt 1,85 tỷ đô trong quý 3. Đồng thời, vào năm 2022, thu nhập ròng của nhà sản xuất ô tô điện là 3,29 tỷ đô. Do đó, Tesla đang có kế hoạch trì hoãn việc đặt nhà máy sản xuất ở Mexico. Tại Mercedes-Benz, xe điện khó bán đến mức nhà sản xuất ô tô này phải giải phóng chúng một cách hiệu quả với mức giá chiết khấu cực lớn để đưa chúng ra khỏi các đại lý. Trong khi đó, thì Mercedes-Benz hãng đang phải giảm giá xe điện vài ngàn đô la chỉ để đưa chúng đến tay khách hàng, không hề dè biểu về tình trạng của thị trường xe điện. CFO Harold Wilhelm cho biết trong một cuộc gọi của nhà phân tích, đây là một không gian khá tàn bạo. Tôi khó có thể tưởng tượng được tình hình hiện tại là hoàn toàn bình vững cho tất cả mọi người. Nhưng Mercedes không phải là công ty duy nhất. Hầu hết tất cả các sản phẩm xe điện hiện nay đều có giá thấp hơn nhãn dáng. Một số xe điện đang được nhà sản xuất ưu đãi gần 10%. Ngay cả với những khoản trợ cấp khổng lồ do người đóng thuế tài trợ do chính quyền Biden dẫn đầu, xe điện vẫn là một khoản chi phí tốn kém đối với tầng lớp lao động và trung lưu của Mỹ, những người phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện của họ. Theo số liệu được công bố trên Detroit Free Press vào tháng 10, một chiếc xe điện trung bình có giá gần 60.000 đô la, nếu không tính đến các khoản tín dụng thuế của Biden cao hơn 10.000 đô so với giá trung bình của ngành ngoài giá cao thì xe điện còn phải chịu nhận thức không tốt của công chúng trong một thời gian giữa thời gian sạc xe kéo dài thiếu trạm sạc trên khắp hoa kỳ và thực tế là những người ủng hộ chính sách năng lượng xanh lớn nhất vẫn tiếp tục tự mình lái những chiếc xe chạy bằng xăng các công nhân ô tô nói rằng gần như không thể tránh khỏi rằng công việc của anh ta sẽ bị loại bỏ nếu chính quyền biden có quyền kiểm soát xe điện Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát và trách nhiệm Hạ viện kể từ đó đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Cuối cùng, thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em nhấn like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Times. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.